Ok các bạn, shop Lợi Slim Shot xin chào tất cả các bạn nhé. Shop ná cao su, mình chuyên bán ná cao su, bán bi sắt và bán dây ná cao su. Nhưng hôm nay do cái bộ râu của mình thì nó dài quá nhanh. Đấy. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái con dao cạo như này. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Những con dao cạo như thế này. Những con dao cạo như thế này thì mình cảm thấy nó rất chi là phiền phức và rất chi là tốn. Ở đây là có khoảng cỡ nửa tháng mà mình phải tiêu tốn hết bằng này con dao. Đây. Mỗi lần cạo con dao này nó đau lắm các bạn. Dao này cạo được một lần thôi. Cảm thấy bộ râu của mình nó mình cảm thấy râu của mình nó cứng quá như vậy, nó rất chi là tốn dao cạo các bạn thấy không? Thì râu của mình sau nửa tháng mình cạo thì nó đã được dài như này. Đấy. Nhìn thì nó rất chỉ là nó trực tiếp luôn, các bạn thấy trực tiếp, tức là các bạn sẽ mà trông thấy là rất kinh. Đấy. Rất kinh mà muốn nhổ ngay bộ râu này đi, nhưng cái đám dao cạo thì không nhẹ. Nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn một cái loại máy phát râu. Đấy. Máy này máy gọi là máy phát râu nhé. Thì các bạn bóc hộp ra nha, các bạn bóc hộp ra này. Ở bên ngoài thì nó có cái hình cái thằng râu riêng này, nhưng mà mình thấy cái thằng này thì không ăn thua, nó quá ít râu so với mình, râu nó ngắn. Còn râu mình đúng ra phải để cái hình của mình nó vào đây thì nó mới xứng đáng với sản phẩm này. Đấy, còn cái sản phẩm để râu của thằng này thì thằng này nó không đẹp mình. Đây còn mình có một cái các bạn không đổi ra cái chổi này các bạn nhé, cái chổi này để cái khi các bạn mở máy ra các bạn quét ở bên trong ấy. Các bạn cạo xong là râu nó đến trong đây thì các bạn khổng quét các bạn vệ sinh bên trong này. Đấy, vệ sinh ở đây nữa. Đấy, quét các bạn vệ sinh các bạn được vệ sinh. Thì sản phẩm khi các bạn khui ra thì sẽ gồm một cái này là cái để bảo vệ cho cái thân máy. Đấy. Cái này để bảo vệ cho các cái phần ba lưỡi dao này, các bạn mở này ra. Và còn đây là cái dây sạc. Dây sạc này thì các bạn cắm trực tiếp vào đây. Đấy. Các bạn cắm trực tiếp vào cái phần chuôi này. Và cái phần này thì các bạn cắm trực tiếp vào điện 220V điện nhà. Khi nào nó chuyển qua chế độ đèn xanh, có nghĩa là đã sạc. Đã sạc ok. Đó, các bạn cắm vào điện lưới và là sáng đỏ, các bạn thấy không? Đó, rút ra là hết. Đây là phần dây sạc. Các bạn sạc đây là cái phần kết nối để sạc cái máy cạo râu của chúng ta, thì chúng ta sạc như điện thoại các bạn nhé. Khi nào mà nó báo đèn xanh thì là được. Đấy. Đây mình giới thiệu chi tiết thêm vào cái máy. Ở trên đây là có ba lưỡi dao để xoay tròn, còn đây là cái nút tắt bật, đây là nút tắt bật các bạn nhé. Khi các bạn bật lên thì ba lưỡi dao bên trong này xoay tròn. Đấy, và các bạn trong quá trình cạo râu thì các bạn nhấn cái này xuống thì là cái râu của chúng ta nó sẽ lọt vào đây và cái lưỡi xoay tròn nó sẽ cắt râu của chúng ta và nó đảm bảo trượt công tắc xuống là chúng ta tắt được các bạn nhé. Còn khi cạo thì chúng ta sẽ để vào phần chúng ta dí xuống cái phần này chúng ta cạo. Lông tay này nếu các bạn dí xuống các bạn cạo một phát là coi như là cái lông tay của chúng ta trụi luôn. Đấy. Còn phần phía sau này có một phần nữa để các bạn tỉa râu. Nếu ai không thích cạo trụi đi thì phần này tỉa râu giống như cái tăng đơ tỉa tóc của chúng ta ấy. Đây, bây giờ mình sẽ thử cái phần này cho các bạn xem nhé. Mình cũng rất lười cạo, bởi vì thật ra thì đâu có ai biết rằng là mình đã tiêu
tốn hết bằng này lưỡi dao đâu, mình rất chi là cực khổ. Giải thoát cho cái bộ râu của mình thì nó sẽ có phương pháp cho cái máy cạo ba lưỡi này các bạn nhé. Cạo ba lưỡi, bây giờ mình sẽ xin sửa nó, trình chiếu để cho các bạn xem để mình sửa nó. Sau đây mình sẽ bật cái điện thoại lên để soi cái bộ râu cho nó dễ sửa. Công việc nhiều không thì cả đâu, là cả quần dao này nó đau, đôi khi phải bôi kem cũng là nó chưa mệt mỏi đây. Rồi mình cho các bạn xem, mình mới có đưa qua vài đường thôi là ở phần dưới này nó đã nhẵn mịn nhá. Bây giờ mình sẽ quay mất chúng ta cạo nửa bên này, cạo nửa bên này và để nó nửa bên này. Bây giờ mình sẽ cạo nửa bên này, để nửa bên này các bạn xem nhá. Đúng là mình phải để cho le thì nó mới đọc. Ở đây mình rờ thì mình cảm thấy là không còn chịt được một cái cọng nào để vuốt nữa rồi à. Nhưng mà cũng may quá mình còn để được một bên này để mình vuốt các bạn nhé. Để được một bên này vuốt hoặc các bạn buồn á thì cạo cũng nên để lại vài cọng mà vuốt. Còn không có thì có để vuốt đâu. Còn mình quên mất, cái máy này á có thể cho các bà xã cạo râu được. Quên, bà xã không có râu, bà xã sẽ cạo lông, lông nách các bạn nhé, lông nách này, ở đây này, các bà xã hay nhổ lông nách thì rất là cực, đưa cái máy này vào, để loa luôn, loa nách, đưa vào trà nách thì cái là nó sạch tưng luôn, mà ai cũng cạo chân lông tay bỏ cái ủ phát là sạch trơn hết luôn, không cần dùng dao mà cạo nhé, nếu mà các bạn dùng da của chúng ta nó mới sùi lên đấy, nó rửa rát đau mình vậy, mình cạo mình làm cạo sùi rát đau lắm, đau mấy ngày sùi lên, như vậy mình lười cạo râu lắm, nào mình phải để một ít râu để vuốt. Đó. Rồi ok các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông nha, để theo dõi kịp thời các video của Lợi Sli Shop và các sản phẩm của bên Lợi Sli Shop. Đó, dao cạo râu này các bạn muốn mua thì đăng ký ngay. Ai mua đá cao su muốn mua đi chung cái này 150.000, giá chưa ship thì đi chung mà luôn, nó không mất tiền ship, tiện. Anh em mua đá cao su mua dao cạo râu, máy phát râu về cạo râu luôn. Anh em chắc không có nhiều thời gian bắn chim nhưng mà mình chắc không có thời gian để cạo râu đâu. Cái máy này về chắc cạo lông chim cũng được luôn. Cạo lông con chim các bạn nha. Bắn chim cũng mà nhổ lông ấy thì nó rất vẻ. Đấy, máy mà cạo lông luôn làm thì nó nhanh. Máy để có thể cạo lông chim được nha các bạn ạ. Lông chim các bạn bắn á. Xin chào các bạn.
bạn nhé, nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho shop, và các bạn mua hàng thì nhớ nhấn đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn các bạn, rồi chào các bạn.